Trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN Cộng 3 năm 2021, ngày 3 tháng 5 năm 2021, dưới sự chủ trì của Brunei và Hàn Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN Cộng 3 lần thứ 24 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Hồ Đức Phước làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN Cộng 3 cùng các khách mời đã có phiên thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, đối thoại về các biện pháp chính sách ứng phó với tác động của dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, đồng thời cho ý kiến về kết quả triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính quan trọng trong khu vực như thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai, hoạt động của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 và việc phát triển các sáng kiến mới của tiến trình hợp tác tài chính ASEAN Cộng 3. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước đã chia sẻ về các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua như miễn giảm thuế và các khoản thu ngân sách, miễn giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp và các đối tượng khó khăn, đồng thời tăng cường chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ chi đầu tư công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, tăng cường xuất khẩu. Các giải pháp mạnh mẽ về tài chính tiền tệ đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, đặt mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi kinh tế, đóng góp vào kết quả tăng trưởng 2,91% của năm 2020. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước, trong năm 2021, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp tài khóa, tiền tệ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2021. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã phát biểu ghi nhận và hoan nghênh kết quả triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN Cộng 3 trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 đã hoàn thành các nhiệm vụ mà các bộ trưởng và thống đốc giao trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19. Bộ trưởng cũng ghi nhận kết quả hoạt động của các nhóm công tác trong các sáng kiến thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai, sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á và việc triển khai các sáng kiến hợp tác mới. Trên cơ sở đồng thuận cao, các bộ trưởng và thống đốc đã thông qua tuyên bố chung của hội nghị.